Xin chào quý khán giả của ship.vn. Hôm nay mà các bạn cùng chúng tôi mở hộp một mẫu giày đến từ thương hiệu Nike. Còn đây là các kênh thông tin liên lạc của ship. Đây là một cái mẫu giày của một vị khách quen tại tỉnh Khánh Hòa đã nhờ ship mua hộ. Thì đây là lần đầu tiên chúng tôi mua hộ từ một cái trang web rất là mới có tên là StockX. Đó. Mẫu giày này được đặt mất khoảng tầm đây bên trong. Đây là cái bóc bên ngoài. Còn thời gian thì tí nữa chúng ta sẽ xem trên cái nhãn, chúng ta sẽ biết được thì nó đi từ ngày nào. Đây, cái bóc này bên ngoài nó có rất là nhiều logo là em mắt. Bây giờ bên ngoài nó là bóc màu đen rồi, bây giờ chúng ta bật bên trong luôn. Đây là cái thông tin ngày đặt. À, cái phần ngày phía trên đây nó đã bị cắt rồi. Đây chỉ còn những cái thông tin về check-in thôi. Đây là cái check-in của UPS. Đây là cái kho này, kho xử lý hàng của ship đó, tại bang Orange của Mỹ, của Hoa Kỳ. Trên cái bill này nó không có ghi cái ngày. Ngày bên góc bên đây thường nó bị cắt rồi, nên ta sẽ bỏ qua. Đây là cái các bạn chờ tí, để tôi đeo vào tay vào. Đây là cái bill, cái tờ bill thông tin của trang StockX. Đây cái tên này, các bạn vào trong Google, các bạn gõ chữ StockX là sẽ ra một cái website này. Thì website này nó có chức năng là một trang chuyên thẩm định. Đây là một cái dự án khởi nghiệp cũng rất là đình đám trên các về trang thương mại điện tử. Cái trang StockX thì nó có chức năng là khi mà các bạn đặt mua thì hàng không phải là của StockX này, nhưng mà hàng của cái người bán khác, thì cái người bán khác có nhiệm vụ là người ta sẽ gửi về cái trung tâm thẩm định của StockX. StockX nó giống như là một cái trung tâm thẩm định vậy. Về đây thì các StockX họ sẽ cử các chuyên gia để thẩm định xem cái đôi giày đó có phải là chính hãng hay không, có phải là hàng authentic hay không. Đó, sau khi thẩm định xong thì StockX họ sẽ đóng gói lại và họ gửi về địa chỉ của khách hàng. Sau khi thẩm định xong họ sẽ báo kết quả qua email. Đó, đây là một trang rất là hay, cũng khá là đình đám hiện nay. Đây còn trên ở đây nhân vật chính của chúng ta là đôi giày có tên là EMAX 720 Black Blue, có size US là 8, size 8. Vị khách này hôm qua đây là một cái vị khách làm bên mảng huấn luyện và bên mảng thể dục thể hình. Đó. Đây là giá budget nè. Và phí ship. Và chúng ta sẽ, đây là cái thư cảm ơn của StockX. Đây cái chữ logo là chữ X có cái mũi tên Welcome StockX set hơi dài, nên cái này các bạn có thể dừng video lại, các bạn tự đọc nha. Thì tôi sẽ lướt qua và chúng ta sẽ đi vào nhân vật chính. Mình nhưng mà bên ngoài nó có một cái lớp ni lông, lớp giấy dầu có logo, nhìn nó rất là hoành tráng. Đây là bên trong nhân vật chính chúng ta. Đôi giày có size là 8, đôi giày rất là to. Bên ngoài nó là cái chất liệu bằng nhựa màu đỏ trong suốt. Đây là bên trong, đây nó có một cái đây, verify authentic. Một đôi giày được verify thì nó sẽ được gắn cái thẻ này của StockX này. If start remove nè, please inspect. Khi mà cái tag này được remove thì người ta StockX họ sẽ không chịu trách nhiệm nữa. Nếu mà đôi giày nó vẫn còn cái tag này thì StockX họ sẽ chịu trách nhiệm về cái kết quả thẩm định. Đó. Rất chuyên nghiệp. Đây là đôi giày, đây là logo của Nike, logo màu xanh trên một cái nền màu đen. Đôi giày thì nó có 3 tông màu, mông đầu chủ đạo là màu đỏ và màu đen. Sau đó nó có kèm thêm một chút màu xanh nước biển. Đây là thuộc cái đôi giày thuộc dòng EMAX. Bên trong nó có một cái miếng giấy độn. Tôi quay lại để cho các bạn nào đang quan tâm mẫu giày này hoặc là đang muốn đặt hàng từ StockX để thì các bạn có cứ thoải mái và đặt. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đặt thì họ đã giao về đúng như ý muốn. Đây là chiếc còn lại cũng giống như trang vậy thôi, chỉ bên phải. Đó. Giờ chúng tôi sẽ đóng lại và đóng gói và giao cho hãng chuyển phát nhanh để họ vận chuyển tới tận nhà khách hàng.
Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.